Tập này chúng ta sẽ có một cái trận combat nhơ nhỡ thôi, giữa team ông Tuấn, ông Mộc và bà Năm Thọt. Thêm vào đó là xác của thằng Huy Vũ nữa. Nhớ đừng bỏ qua một phút giây nào nhá, vì đảm bảo là cực kỳ phê luôn đấy. Thêm vào đó nữa là nếu bạn chưa nhấn thì hãy đăng ký kênh Đảo Kinh Dị ngay lập tức. Và nhớ thêm là nhấn vào chuông nữa nhá, để nhận được những thông báo ra video sớm nhất. Còn bây giờ hãy cùng mình đến với phần 3 sau Lũy Tre Làng Sát Thần Lệnh, tập 11, chương 45, không thấy bóng dáng. Đêm hôm ấy, cả cái làng quê yên bình như dậy sóng vậy. Cái tiếng chân huỳnh huỳnh, tiếng người này gọi người kia ý ới, đèn pin, gậy gộc, dây thừng thì đủ cả. Ông Tuấn vừa đưa ra mệnh lệnh cho ông Bình, chưa đầy 30 phút sau đã có ngót nghét gần 50 người đàn ông tụ tập trước sân nhà ông Tuấn. Vì không có đủ chỗ, họ còn đứng cả ra ngoài cổng nữa. Ông Tuấn thì hai mắt sáng quắc, đứng trước một cái bàn gỗ mà bác Mộc kê tạm ở hiên nhà. Thấy mọi người tập trung cũng đã tương đối rồi, ông Tuấn trầm giọng, dùng cái tay vỗ bàn đánh dầm một cái, gằn giọng rồi quát lên: "Yên lặng!" Sau khi thấy mọi người xì xào bàn tán, ông Tuấn thì mới trầm giọng bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra ở nhà Huy Vũ. Anh Kỳ và anh Sử thì bị truy sát cho mọi người nghe. Cuối cùng ông Tuấn tuyên bố: "Cái thứ ma quỷ này nó ẩn nấp ở làng ta không phải ngày 1 ngày 2, có lẽ là đã từ lâu rồi. 4 mạng người đã chết trong tay bọn nó. Này, bọn này còn cả gan điều khiển người khác cầm dao giết người nữa. Ngày hôm nay thì may là có tôi với thằng Mộc chạy ra kịp, cứu được thằng cô Kỳ và thằng cô Sử. Vậy nếu không có chúng tôi thì sao? Có phải ngày mai làng ta lại có thêm 2 cái xác đúng không nào? Mối hận này thì tôi nuốt không có trôi. Mọi người có nhịn nổi không? Bởi nếu mà không trừ được chúng ngay, chúng sẽ lại tiếp tục tác oai tác quái. Rồi chính gia đình, người thân của mọi người cũng sẽ là miếng mồi ngon trước mắt lũ súc sinh. Do vậy ngày hôm nay tôi mới làm phiền bà con cô bác tụ tập ở đây, chính là để trừ cái họa này. Không biết ý của những người khác ra sao, chứ Tuấn tôi tuyên bố." Nói đến đây, ông Tuấn đưa tay ra sau lưng, rút ra cái cây lưỡi lê sáng choang, dùng sức bổ thẳng cây lưỡi lê xuống cái bàn gỗ. Chỉ nghe một tiếng phập, lưỡi lê xuyên thẳng qua bàn, găm cứng ở trên đó. Ông Tuấn thì hai mắt vẫn hằn lên từng tia máu. "Nếu mà tôi không trừ được cái nạn này cho làng, tôi lấy cái chết để mà tạ tội với bà con. Chính vì vậy tôi cần bà con giúp sức. Tôi mong mọi người hiểu cho cái lòng của Tuấn tôi." Mọi người nghe ông Tuấn nói vậy, ai cũng cảm thấy vô cùng kích động, rầm rầm nói với theo: "Đúng, ông Tuấn nói chỉ có đúng. Cả làng chúng ta vài trăm người, không lẽ lại sợ cái thứ ma quỷ nhãi nhép đó chứ? Tôi theo ông Tuấn." Ông không phải thề thốt gì hết. Tôi luôn tin tưởng ông. Chú cho bọn cháu một suất nhá, lùng sụp cái bọn này, cháu sẽ đập cho bọn nó nhừ xương. Đánh chết mẹ nó đi. Đúng rồi ông Tuấn, tôi theo ông." Mọi người đều dần dần hưởng ứng lời ông nói. Lúc này thì ông Tuấn mới gật đầu, đưa hai tay sang ngang, vẫy vẫy ra hiệu là cho mọi người im lặng. Sau đó ông bắt đầu cất lời: "Mục tiêu của đêm nay là phải truy lùng cái xác của thằng Huy Vũ và bà Năm Thọt. Đối với cái thằng Huy Vũ, nếu mọi người bắt gặp, xuống tay ngay, không cần phải cả nể tình nghĩa gì hết. Bởi vì nó đã chết rồi. Nó không phải là cái thằng Huy điên mà mọi người từng biết đâu. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Gặp lập tức hạ sát cho tôi. Còn riêng đối với bà Năm Thọt, tuy là bị cái thứ gì đó nó bám lên người, gây nguy hiểm cho người khác, nhưng dẫu gì vẫn là người sống, cho nên không lâm vào tình huống xấu nhất. Tôi mong mọi người đừng xuống tay, khống chế được bà ta là tốt nhất. Cái lời cần nói tôi cũng đã nói hết. Bây giờ tất cả tản ra, truy tìm bọn nó đi. Đêm nay dù tôi có phải lật tung cả cái làng này, tôi cũng phải tìm cho ra được bọn nó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. tất cả di chuyển. Nói đến đây, ông Tuấn mới rút cây lưỡi lê ra, dắt ở bao da ngang hông, tay cầm thứt gốc gậy, sau đó mới cùng bác Mộc bắt đầu rời đi. Tất cả 50 người đang đứng ở sân nhà thì cũng đồng loạt chia ra mọi ngả đường. Đêm hôm ấy quả thật là gà bay chó chạy. Từng cái bụi cây, từng ngọn cỏ, từng căn nhà ngôi làng đều được rà soát cực kỳ kỹ lưỡng. Riêng ông Tuấn, bác Mộc và ông Bình thì tiến thẳng với ngôi nhà của Huy Vũ. Khi mà cả ba đến nơi thì đã không thấy bóng dáng của hắn và bà Năm Thọt đâu nữa. Trên nền đất chỉ còn vương vãi lại vài đoạn dây thừng, vết máu khô. 4 cây nến ở góc tường thì đã bị tắt rồi. Bác Mộc cẩn thận mới thu lại 4 cây nến. Còn ông Tuấn thì mở đèn pin, chậm rãi kiểm tra từng chi tiết nhỏ trong phòng, thử xem là liệu có phát hiện được gì nữa không. Ông Bình đứng ở trước cửa nhà canh chừng, đề phòng bọn nó đánh lén. Sau một hồi, ba người tụ lại ở một chỗ. Cả ba thảo luận với nhau, đều không phát hiện ra được manh mối gì thêm. Sợ mình tìm sót, để cẩn thận hơn, ông Tuấn còn ra hẳn ngoài vườn, dùng đèn pin mà soi từng ngọn cây một, thử xem bọn chúng có trốn trên đấy không. Khi mà đã chắc chắn không có điều gì bất thường, cả ba mới rời khỏi nhà Huy Vũ, tiếp tục lục soát ở nơi khác. Cái điều kỳ lạ là 50 người tìm đến lúc nửa đêm cho đến tận khi rạng sáng mà không phát hiện ra được manh mối nào cả. Dường như cái lũ ma quỷ kia đã hoàn toàn biến mất, hoặc giá như chúng hiểu được dân làng đã thực sự đoàn kết lại với nhau, người đông thế mạnh, chúng đã lẩn trốn mất rồi. Đến khi trời đã hừng đông, sáng rõ mặt người, tất cả thì mới ngưng việc tìm kiếm, một lần nữa tụ tập với nhau. Tất cả các nhóm chia nhau ra đều không phát hiện được tung tích của hai người kia. Ai cũng mệt mỏi, bơ phờ. Không còn cách nào khác, ông Tuấn thì đành bảo ông Bình cho mọi người ra về đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến đầu giờ chiều, mọi người lại một lần nữa tụ họp với nhau, rồi lại chia ra tìm kiếm lần hai. Nhưng kết quả thì vẫn là không phát hiện manh mối gì thêm. Ông Tuấn vẫn không bỏ cuộc. Ông dám chắc chắn một điều, hai người đó thì vẫn chỉ loanh quanh ở trong khu vực làng mình thôi. Họ không thể nào bỏ trốn ra làng khác được. Vốn dĩ cửa âm của làng khác được trấn giữ bởi thành hoàng làng đó. Nhưng mà bây giờ bà Năm và thằng Huy đang ẩn nấp ở đâu thì ông lại không tài nào nghĩ ra được. Đến cả cái ao nghè, ông cũng lùng sục không dưới 10 lần. Ấy vậy mà vẫn không tìm được bất cứ thông tin nào về hai người kia, dù là nhỏ nhất. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, ngày nào cũng thế. Ông Bình cũng cho mọi người lục soát từng ngôi nhà một trong làng, đến khi tìm đến mức không thể nào nghĩ ra được còn chỗ nào chưa tìm kiếm nữa, ông Bình mới đành báo cáo chuyện này cho ông Tuấn biết. Cuối cùng thì để tránh gây hoang mang, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người thêm nữa, mặc dù là không muốn đâu, nhưng ông Tuấn cũng đành đồng ý cái việc ngừng truy tìm. Chiều hôm đó, đang trầm tư ngồi bàn nước thì bác Mộc đạp xe qua. Thấy vẻ mặt của ông không vui, bác đành mở lời khuyên giải. Chú cũng đừng buồn phiền nữa, chắc là bọn nó trốn đi đâu đó rồi, không dám về làng nữa. Nhưng ông Tuấn thì lắc đầu nguầy nguậy, nói phán đoán của mình cho bác Mộc. Ắt hẳn là hai người đó đang còn ở trong làng, có cái họ âm thầm ẩn nấp ở đâu thì không ai rõ mà thôi. Và đó thì cũng là điều mà ông Tuấn lo nhất. Thà là họ dám ra đối chiến một trận sống chết, chứ bà Năm và thằng Huy như hai con rắn độc, âm thầm ẩn nấp ở đâu đó, chỉ chờ người ta lộ ra sơ hở, chắc chắn sẽ nhào ra mà cắn cho bằng chết. Chương 46. Hội làng. Bẵng thêm vài hôm nữa, nếu mà tính nhầm trên đầu ngón tay thì đã gần một tuần trời, bà Năm và cái xác của thằng Huy đã thực sự biến mất khỏi ngôi làng. Cứ mỗi ngày trôi qua, tâm trạng của ông Tuấn lại tiếp tục xấu đi thêm. Bởi nếu chỉ có thằng Huy Vũ thì còn đỡ, đằng này lại còn kéo theo cả bà Năm Thọt nữa. Người nhà bà ấy hôm nào cũng qua cửa nhà ông, khóc lóc van xin, mong ông là mau tìm được tung tích bà Năm. Chứ nếu mọi việc cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ bà Năm lành ít dữ nhiều. nhưng hỡi ổi biết tìm ở đâu bây giờ. Ngày này nối tiếp qua ngày kia. Qua cái khoảng thời gian một tuần, không ngắn không dài, nhưng cũng đủ khiến cuộc sống thường nhật của người dân trong làng trở về với trạng thái cũ. Mọi người lại sáng sớm dắt trâu ra đồng, tối vác vác, tối tối vác cày về nhà như bình thường. Dường như là cái đại nạn thứ hai vốn dĩ vẫn treo cao trên đầu ngôi làng đã thực sự biến mất. Mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Chỉ riêng ông Tuấn là biết rõ được mọi thứ vẫn chưa hề kết thúc. Chỉ đơn giản là nó như một mồi than nhỏ đang cháy âm ỉ, chỉ trực có gió thổi qua là sẽ thổi bùng lại một lần nữa, rực cháy dữ dội. Lần này tính mạng của mọi người trong làng thì chính là củi khô. Bác Mộc cũng hiểu được những cái gì mà ông Tuấn suy nghĩ, nhưng bác đang bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị cho cái việc hội làng. Cuối cùng sau một năm dài đằng đẵng thì cái việc mà tất cả mọi người mong chờ đã tới, ngày tổ chức lễ hội. Hôm ấy, đa phần tất cả mọi người dân trong làng đều nghỉ ngơi. Các cụ hương sắc, bồ lão khoác lên mình những cái bộ đồ lễ màu đỏ, màu xanh. Đầu thì đội khăn xếp, mặc áo dài chỉnh tề. Các bà các cô miệng nhai trầu bỏm bẻm, phụ giúp chuẩn bị những lễ vật. Các anh các chị thì cũng khoác lên mình bộ cánh mới để mà hò hẹn với nhau. Đám trẻ con thì nô đùa khắp xóm, tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi. Vào cái ngày vui như vậy, nhưng tâm trạng của ông Tuấn cũng vẫn chẳng khá lên được. Đã năm đêm nay, ông bị mất ngủ rồi. Ông tự biết thì bản thân mình chỉ là người trần mắt thịt, thì làm sao mà truy tìm được những con tinh con tà kia chứ. Đã rất nhiều lần ông cố gọi điện cho phía gia tộc họ Trần, gọi cho phía thầy Nam, thầy Toàn, kể cả là gọi cho thầy Long, thầy Quân, nhưng đều không được phản hồi. Chẳng rõ được là các thầy đã tiêu diệt cái đầu của Phạm Nhan hay chưa, hoặc là gia tộc họ Trần đang lâm vào tình huống như thế nào mà đến mức không thể liên hệ với bất kỳ ai. Miên man với những suy nghĩ trong đầu, nhưng chân ông Tuấn vẫn không ngừng lại. Là một trong những hương sắc ở trong làng, ông cần có mặt sớm tại đình, tham gia cùng với các cụ khác để làm cho trọn phần lễ nghi. Lễ hội thì sẽ được tổ chức trong 3 ngày. Ngày đầu tiên là thực hiện phần tạ lễ, con cháu thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, đối với các vị tiền bối đi trước. Ngày thứ hai thì là phần rước kiệu. 4 trai làng tư chất tốt, khỏe mạnh, ngoan hiền sẽ được các cụ lựa chọn ra để làm phu kiệu. Như mọi năm thì kiệu Đức Thần Hoàng sẽ được khiêng đưa đi xung quanh làng, vòng một vòng các trục đường chính, sau đó thì sẽ lại đưa về đình làng. Đến ngày thứ ba, cuối cùng là cái khoảng thời gian mọi người vui chơi, giải trí và ca hát. Nói thì ngắn thế thôi, chứ cái thủ tục lễ nghi vô cùng phức tạp, rườm rà. Nhưng mà dẫu sao thì cũng là truyền thống của ngôi làng suốt mấy trăm năm qua, chẳng ai dám đứng ra mà thay đổi hết. Ông Tuấn vừa đến được cổng đình thì đã gặp rất đông các cụ khác. Mọi người tay bắt mặt mừng, thăm hỏi lẫn nhau. Sau đó ông Tuấn mới tiến vào bên trong. Vừa vào thì ông Tuấn đã gặp một thân ảnh quen thuộc. Bác Mộc trên trán mồ hôi nhễ nhại, đang chạy đôn chạy đáo mà sắp xếp mọi việc. Thấy ông Tuấn, bác mới chạy ra chào hỏi. Ông Tuấn nét mặt cũng chẳng thể nào vui, cố nặn ra một nụ cười, sau đó thầm thì vào tai bác Mộc vài câu. Cái lễ hội lần này của làng chỉ sợ có biến. Chú ý quan sát tất cả mọi thứ. Nói là tổ chức mừng Đức Thần Hoàng làng, nhưng bây giờ ngày ở đâu thì chúng ta cũng đều không rõ. Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm, cẩn thận vẫn hơn. Bác Mộc thì không nói gì, chỉ gật đầu dứt khoát. Quen biết ông Tuấn bao năm nay, bác Mộc biết ông Tuấn sẽ không thổi phồng bất cứ chuyện gì. Cứ thế lễ hội diễn ra bình thường như mọi năm. Như thường lệ, làng sẽ mời một đoàn quan họ Bắc Ninh về để biểu diễn phục vụ cho bà con cô bác. Lần này thì đoàn hát về có 5 người, 4 nam một nữ. 2 về kỹ thuật âm thanh, chuẩn bị loa đài, còn 3 người còn lại thì hát chính. Như kế hoạch, họ sẽ lên chiếc thuyền rồng, bơi quanh ao nghè, biểu diễn cho bà con cô bác xem. Thấy con gái nhà người ta từ xa đến, lại là ca sĩ hát quan họ, xinh đẹp dễ mến, đám trai làng mới bu đông xung quanh bờ ao, kẻ hít sáo, người buông lời chọc ghẹo. Nhưng mà mấy cái anh thanh niên chưa đắc ý được lâu, ông Bình đã vác gậy ra đuổi bằng sạch. Ông còn tuyên bố đứa nào còn láo nháo, ông trói gô cổ ném sang nhà Huy Vũ. Đám trai làng mọi năm vô cùng lì lợm, chỉ trực cho ông Bình rời đi là bọn họ sẽ ngay lập tức quay lại. Nhưng mà vừa nghe đến cái việc bị ném sang nhà Huy Vũ một đêm thì anh nào anh ấy sợ xanh mắt mèo. Bao nhiêu máu anh hùng cũng bị mài mòn hết, cũng không còn dám quậy phá thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng trên bờ ao thành thành thật thật mà cổ vũ. Nói đi thì cũng phải nói lại, quả thật lần này cô gái về làng vô cùng là xinh đẹp. Theo như những gì ông Bình nói thì cô chỉ tầm độ 19-20 tuổi gì đấy, tên là Lam thì phải. Cứ thế lễ hội diễn ra bình thường từ sáng sớm cho đến tối. Đêm hôm ấy để tiện lợi cho đoàn hát, bác Mộc mới chuẩn bị cho bọn họ chỗ nghỉ ngơi ở tại phòng khách sau đình. Bản thân mình thì trải đỡ một cái chiếu, lót chăn bông lên cho đỡ lạnh, rồi cũng nằm xuống, chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ sau một ngày vô cùng mệt mỏi. Trời ngày càng về khuya, đêm xuống nhiệt độ ngày một giảm. Đình làng thì cũng dần chìm vào trong yên lặng, bởi vốn dĩ trời mùa đông lạnh quá, chẳng ai có thể nán lại mà chơi bời thêm nữa. Hội tan thì người tán, mọi người đều về chiếc giường ấm áp của mình nghỉ ngơi. Làm xong tất cả mọi việc, bác Mộc vê ra phía ngoài cửa đình. Thấy ông Tuấn đang ngồi đấy, trầm tư hút thuốc, đôi mắt thì vẫn đang chằm chằm nhìn xuống ao nghè, như là muốn xuyên thủng làn nước đen. Ông muốn biết liệu sâu dưới đáy ao còn có thứ gì ẩn chứa dưới đó nữa. Đáng lẽ giờ này ông Tuấn đang ở nhà, nhưng mà linh tính mách bảo ông lễ hội làng năm nay kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Vì vậy thì ông mới nán lại, đêm nay ngủ lại đình chung với bác Mộc. Thấy vì cái chuyện của làng mà dạo gần đây ông Tuấn gầy đi trông thấy, khuôn mặt lúc nào cũng cau có, bác Mộc cảm thấy vô cùng thương ông, mới mở miệng khuyên ngăn. Chú cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, chú vào trong đình nghỉ ngơi đi, sương bắt đầu xuống mất rồi, ở ngoài đổ bệnh mất. Ông Tuấn mỉm cười, biết là bác Mộc lo cho ông, mới gật đầu ném điếu thuốc trong tay đi, xoay người đi vào trong. Nhưng mà có một điều thì ông Tuấn không thể nào nhìn thấy được. Khi mà ông vừa quay lưng, ở dưới ao nghè bỗng nhô lên nửa cái đầu, đôi mắt đỏ như máu, phát sáng lập lòe trong màn đêm, nhìn vào phía trong đình làng. Chương 47. Người ôm cây chuối. Cứ thế cái đôi mắt màu máu đó nó di chuyển chậm dần từ phía giữa ao, cái ánh sáng quái dị lập là lập lòe trong đêm, tiến về phía bờ ao. Mới chỉ nghe ảo một cái, nó mới từ dưới ao đi lên, bóng hình cao lêu nghêu. Sau đó thì nó chậm rãi đi về phía ngôi đình, mặc kệ từng cái giọt nước trên người vẫn đang tòng tỏng nhỏ xuống nền đất, đến khi thân ảnh của nó hòa vào trong màn đêm đen đặc. Lại nói về những người ngủ tại đình đêm nay, bác Mộc do ban ngày chạy ngược chạy xuôi, cả cơ thể đã rệu rã, cộng thêm cũng là người có tuổi rồi, vừa đặt lưng xuống chăn là đã lăn ra ngủ khì, ngáy o o. Ông Tuấn thì mấy ngày nay quá mệt mỏi về những chuyện ma quái ở trong làng, ông bị mất ngủ. Bình thường ông sẽ chỉ chợp mắt một lúc một lát, sau đó thức dậy trăn trở mọi thứ cho đến tận khi gà gáy. Nhưng mà chẳng hiểu sao đêm nay khi ông vừa ngả người xuống thì đã cảm thấy toàn thân như rã rời, đầu óc mỏi mệt. Cơn buồn ngủ ập đến khiến ông không thể nào cưỡng lại được. Cố gắng mở mắt thêm vài lần nhưng không được, hai mí mắt như đeo chì. Dần dần ông cũng chìm vào trong cơn mơ lúc nào mà không hay. Ông nào biết ở phía bên ngoài cánh cửa có một cái đôi mắt đỏ lòm đang nhìn xuyên qua các khe hở, miệng nó thì đang dán chặt vào khe cửa, thổi từng cái luồng khí trắng vào trong. Khi mà đã thấy tiếng thở đều đặn từ nơi ông Tuấn và bác Mộc vang lên đều đều, nó mới ngừng thổi khí, miệng ngoác ra cười đắc chí. Lại nói về đoàn hát, được bác Mộc sắp xếp cho chỗ nghỉ ngơi ở phòng khách phía sau đình, họ cũng nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc, rồi tìm chỗ mà đặt lưng sau một ngày mệt mỏi. Cả phòng chỉ có một cái giường duy nhất. Tất nhiên, người được ngủ ở đó là cô Lam. Còn cái cánh đàn ông con trai đều trải chăn trải chiếu dưới đất mà nằm chung với nhau bên đình. Sau khi tắt đèn được gần nửa tiếng, tiếng ngáy, tiếng thở phì phò đều đều vang lên. Tất cả mọi người trong đình gần như đều chìm vào trong cơn mộng mị. Chỉ trừ có một người duy nhất, đó là cô Lam. Cô vẫn chở mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường gỗ, khiến nó vang lên từng cái tiếng ken két. Chẳng hiểu sao kể từ khi đặt chân tới mảnh đất này thì trong lòng cô bỗng dâng lên một cái cảm giác bất an đến kỳ lạ. Cô có cảm tưởng dường như lúc nào cũng có một ai đó trong góc tối dõi mắt nhìn theo cô, khiến cho cô nổi cả da gà lên. Nhưng mà khi cố tìm kiếm rốt cuộc ai đang âm thầm theo dõi mình ở xung quanh thì lại chẳng thấy ai. Ban đầu cô nghĩ do mình đi đường xa mệt mỏi, thần hồn nó nát thần tính, hoặc giả những cái đám trai làng này chọc ghẹo cô, vì thế nên trong lòng mới phát sinh cảm giác đó. Nhưng mà bây giờ cô mới nhận ra được mọi chuyện thì không đơn giản như mình nghĩ. Bởi vì hiện tại đây, ngay cái lúc này, cô cũng có cảm giác đấy. Hiện giờ đã là nửa đêm rồi. Cô đang ở trong một căn phòng kín. Phía gian ngoài là đình làng, nơi có đám đàn ông đang ngủ. Vậy thì cái kẻ theo dõi cô có thể là ai được cơ chứ? Cứ như thế, khi mọi người đi ngủ được hơn một tiếng đồng hồ mà cô Lam vẫn còn thao thức. Nhưng cái vận rủi vẫn đeo bám với cô không buông. Cô Lam mới cảm thấy hiện giờ mình muốn đi vệ sinh, nhưng đang là nửa đêm, trời mới tối om như mực, mà trong đình thì đâu có thiết kế một cái nhà vệ sinh. Đây là chỗ tôn nghiêm, làm sao có thể xây dựng một công trình xú uế như vậy chứ? Khẽ cắn răng nín nhịn, nhưng mà càng nín càng khó chịu thì lại càng không ngủ được. Mà đã không ngủ được thì lại càng buồn đi. Cuối cùng sau khi vật vã thêm gần nửa tiếng đồng hồ, đến mức không thể nào nhịn nổi nữa. Nếu mà cô không giải quyết ngay thì ắt hẳn cô sẽ làm ướt giường mất. Ngồi dậy, dùng cái chân cua loạn để tìm đôi dép, cô đi dần ra bên ngoài chính điện. Tiếng ngáy, tiếng thở phì phò vẫn vang lên đều đều trong không gian. Mọi người đều đã ngủ say. Cô Lam cũng không dám đánh động bọn họ dậy. Gì chứ bây giờ mình lớn rồi, gọi người khác dậy dẫn đi vệ sinh thì ngại chết. Đó là điều mà cô đang suy nghĩ ở trong đầu. Sau đó cô Lam mới bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm kinh động đến mọi người. Ra đến cửa đình, cô mở nhẹ cửa ra. Chỉ nghe tiếng cửa gỗ lâu năm vang lên kèn kẹt. Một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt, khiến cơn buồn ngủ dịu dần đi. Cô Lam bước ra ngoài sân đình, đồng thời khép cửa lại như cũ. Ngoài trời đang tối đen như mực, cô chỉ có thể lờ mờ trông thấy cảnh vật xung quanh. Từng cái gốc cây, từng ngọn cỏ đứng im lìm. Lâu lâu có vài đợt gió thổi qua, khiến bọn chúng lại bắt đầu nhảy múa. Cô Lam mới quan sát kỹ mọi thứ xung quanh. Cô đang tìm một nơi để giải quyết nỗi buồn. Tìm quanh quất một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được chỗ cần thiết. Đó thì là cái mảnh vườn nhỏ sau đình, nằm sát bên bờ ao. Xác định được nơi ấy, cô Lam cố gắng bước đi thật nhanh, đi vệ sinh nhanh nhất có thể. Bởi vì cô thì đang rất là sợ hãi. Chẳng hiểu sao khi mà bước ra ngoài cửa đình thì cái cảm giác bị người khác chằm chằm nhìn vào người lại vô cùng là rõ ràng, khiến cho da gà da vịt cô nổi lên từng hồi. Đặt chân lên được mảnh vườn, cô Lan cố tìm một góc khuất. Bởi cho dù là ban đêm, nhưng mà nhỡ có ai thức dậy đi vệ sinh, hoặc là có người nào đó đi ngang thì sao? Cô mới nhìn ngắm một hồi. Khu vườn của đình trồng rất nhiều loại cây, nhưng không có cây lớn. Chỉ có duy nhất một bụi chuối to nằm ẩn ở trong góc vườn. Đây rồi, cuối cùng cô cũng tìm ra nơi đó. Chậm rãi gạt các bụi cỏ ra, cô mới từ từ bước sâu vào bên trong. Tới nơi cô tụt quần, ngồi ngay xuống. Người thì vẫn đang run lẩy bẩy vì lạnh, vì sợ. Mắt vẫn mở căng ra mà nhìn xung quanh. Chưa đầy một phút đồng hồ, cô đã xong việc. chuẩn bị kéo lại quần trở lại đình, thì đột nhiên có một cái cơn gió lớn thổi thốc từ dưới ao nghè về phía bụi chuối, khiến cả cái bụi rung lên bẩn bật. Lá chuối khô cọ vào nhau nghe xoàn xoạt, mạnh đến mức khiến cô làm tí thì ngã ngửa ra đất. Cô phải thò tay về sau, đấu víu một thân cây chuối gần đấy. Đang chẳng hiểu rõ vì sao lại có một cái cơn gió lạ đến như vậy, thì lúc này từ nơi tay cô bỗng chuyển đến một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Sao mà cái thân cây chuối này nó bé thế? Mà không đúng, cây chuối sao bé thế này, lại ươn ướt nữa, giống như là tay mình cầm một quần áo ướt hơn. Cô run run quay lại phía sau thì mới thét lên một tiếng kinh hoàng, bởi vốn dĩ cái thứ cô bám vào đâu phải thân cây chuối, mà đó chính là chân người. Chẳng biết từ bao giờ đã có một người ẩn nấp phía sau cây chuối. Người đó hai tay hai chân đang ôm lấy thân chuối, đầu người đó đang ở trên gần ngọn cây. Hắn mới thò cổ dài ra, cúi mặt nhìn xuống cô. Ở phía trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ lòm, miệng đang ngoác ra cười quái dị. Sau đó bằng một cái giọng lạnh như băng, nó mới cất tiếng cười. Bị mày phát hiện rồi. Thấy cái hình ảnh đáng sợ như vậy, một cô gái mới lớn như cô làm sao có thể chịu nổi chứ? Chỉ thấy dường như bị kích thích tinh thần quá mức, cô ngay lập tức gục xuống, cả người mềm nhũn, đã bất tỉnh nhân sự. Chương 48: Thi thể của Huy Vũ. Vừa thấy cô Lam bất tỉnh, bóng đen đó ngay lập tức tụt khỏi thân cây chuối. Nụ cười ma quái thì vẫn nở rộ trên miệng. Hắn tiến lại sát bên cô Lam, thò hai tay xuyên qua nách, xốc cả người kéo sâu vào phía trong bụi chuối. Chẳng biết hắn đã dở cái trò gì, nhưng 30 phút sau, một bóng người từ trong bụi chuối đi ra, rồi tiến thẳng về phía đình làng, mở cửa đi vào trong. Dưới cái ánh sáng lờ mờ leo lét của ngọn nến đặt trên gian thờ Đức Thành Hoàng, bấy giờ mới nhận ra người đó là cô Lam. Khuôn mặt của cô bây giờ trông cực kỳ quái dị, miệng mở rộng, quai hàm thì bạnh ra, nhè hai cái hàm răng trắng ẩn, mặc kệ rớt rãi vẫn đang chảy lòng thòng xuống dưới mặt đất. Nhưng mà cái khuôn mặt cô ta thì méo xẹo, hai mắt lòng lên sòng sọc, nhìn vô cùng đáng sợ. Đâu còn cái vẻ đáng yêu của một cô gái xinh đẹp 18 đôi 10 nữa chứ. Cô mới chậm rãi tiến tới hướng bàn thờ, ghé miệng vào ngọn nến trên đó, thổi phù một tiếng. Ngọn lửa vụt tắt, không có ánh sáng từ hai ngọn nến, cả ngôi đình lại chìm vào bóng tối. Ông Tuấn đang nằm ngủ, đột nhiên giật mình thức dậy. Ông cố dụi hai con mắt, cố nhìn mọi thứ xung quanh. Tiếng ngáy o o như con trâu của bác Mộc khiến ông Tuấn mới nhớ lại mình đang ở đâu. Phải rồi, hôm qua ông đã ngủ lại trong đình. Nhưng sao trời tối quá vậy? Không phải là ở đình vào ngày lễ lúc nào cũng thắp đèn, thắp nến hay sao chứ? Ông Tuấn mới cố gắng đôi mắt mình ra quan sát mọi thứ. Khi đôi mắt đã bắt đầu quen dần với bóng tối, cảnh vật mới rõ ràng hơn. Khẽ lật tấm chăn, ông Tuấn ngồi dậy, lại gần bàn thờ, thắp lại hai cái ngọn nến. Tìm nến vừa mới bắt lửa, ánh sáng màu vàng nhạt lại lan tỏa khắp xung quanh. Không gian trong đình cũng trở nên rõ ràng hơn. Khẽ với lấy ba cây nhang, ông Tuấn thắp lên, cắm vào bàn thờ. Tầm khấn vái Đức Thành Hoàng sớm ngày hiển linh, che chở cho con cháu tai qua nạn khỏi. Sau đó vì sợ đánh thức mọi người, ông Tuấn ra ngoài hiền đình hút thuốc. Gió đêm lạnh phả vào mặt, khiến tinh thần của ông Tuấn dần trở nên minh mẫn. Vừa đốt thuốc, vừa nhìn đất, nhìn trời, suy nghĩ vẩn vơ. Đến khi đôi mắt của ông hướng lại về phía ao nghè. Nếu mà có người quen của ông ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Bởi đôi mắt của ông Tuấn trợn trừng, vằn lên từng tia máu. Đây thì chính là ánh mắt khi mà ông nổi máu điên, muốn giết người. Ao nghè ban đêm vẫn như vậy, mặt nước đen đặc, phẳng lặng im lìm. Ông cứ ngồi thẫn thờ quan sát một lúc lâu. Đến khi cảm thấy mệt mỏi, không muốn nhìn nữa, thì đột nhiên ở dưới ao, hình như có một cái gì đó đang dần dần trồi lên. Ông Tuấn giật mình, dụi mắt vài lần, thử xem nó có phải mình bị hoa mắt hay không. Nhưng quả thật đúng như những gì ông nhìn thấy. Có một cái đồ vật màu đen đang lềnh bềnh nổi trên mặt ao. Vì trời tối quá, ông nhìn không rõ nó là vật gì nữa. Chẳng lẽ hôm qua hội làng có người nào đó quăng rác xuống ao nghè hay sao? Không thể nào. Bởi ông biết dân làng ý thức không tốt thật, nhưng ao nghè từ xưa đến nay luôn là niềm tự hào của cả làng. Kể cả những đứa trẻ con cũng biết rõ điều ấy. Nhưng mà thứ nào lại có thể nổi được như thế kia? Chẳng lẽ là gỗ? Nhưng ai điên đâu chứ mà quăng cái cây gỗ to tổ bố như vậy xuống dưới ao. Linh tính mách bảo cho ông Tuấn rằng cái thứ kia ắt hẳn rất là quan trọng. Không nghĩ thêm nữa, ông ngay lập tức hành động. Ném điếu thuốc trong tay, ông nhanh chóng quay trở lại phía trong đình. Lục lọi một hồi, ông tìm được cây đèn pin. Lại vòng ngược về phía ao, ông Tuấn mới đứng trên bờ ao, dùng đèn pin dọi thẳng về thứ đồ vật đó. Dưới ánh sáng trắng sáng của cây đèn pin, rốt cuộc ông Tuấn cũng có thể nhận ra được đó là thứ gì. Cái áo, cái quần kia, cái tay chỏm tóc đen rồi lại nằm sấp. Rõ ràng thì nó chính là cái xác của thằng Huy Vũ. Phát hiện ra điều đó, ông Tuấn sợ tí thì đánh rơi cây đèn pin trong tay. Ông phải hít thở một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Vô cùng khó hiểu, tại sao cái xác của thằng Huy Vũ lại nằm ở đây chứ? Không phải là cái thằng Cu Sử và thằng Cu Kỳ nói rằng nó đã sống lại rồi hay sao? Và tại sao suốt quãng thời gian qua vận động cả sức người sức của để truy tìm nó, nhưng mà đều không rõ tung tích? Mà nay thì nó lại ở đây, tự động nổi lềnh bềnh ở ao nghè thế này chứ? Và nếu mà nó đã ở đây rồi thì bà Năm Thọt hiện giờ đang ở đâu? Vô vàn những câu hỏi đang hiện ra trong đầu ông Tuấn. Nhưng mà ông cũng biết bây giờ không phải lúc tìm câu trả lời, mà là xử lý cái xác của nó. Một mình ông thì không thể nào mà lôi thi thể nó lên được. Chẳng còn cách nào khác, ông Tuấn mới quay trở lại đình, đến nơi bác Mộc đang ngủ và đánh thức bác dậy. Đang nằm ngủ ngon, đột nhiên bị người khác phá rối, bác Mộc mới lào bào tỉnh dậy. Đang tính chửi cái thằng phá rối một trận, nhưng mà còn chưa kịp mở lời thì cái bàn tay to của ông Tuấn đã kịp chặn lại miệng bác. Ông Tuấn vẫn cầm cây đèn pin trong tay, nét mặt ngưng trọng. Nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai, lại thấy vẻ mặt của ông Tuấn, bác Mộc biết chắc là có chuyện xảy ra rồi, đành ngoan ngoãn nuốt lại lời nói vào bụng, gật đầu hiểu ý. Lúc này thì ông Tuấn mới buông tay ra, ra hiệu bác Mộc đi theo ông. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài đình. Vừa đi ra ngoài, bác Mộc đã ngay lập tức mở miệng hỏi: "Có chuyện gì thế hả chú? Sao tự nhiên mới có hơn 2 giờ sáng đã gọi cháu dậy rồi?" Ông Tuấn đi lại gần bờ ao nghè, mở đèn pin, soi về phía cái xác thằng Huy Vũ. Tay còn lại cầm thất khúc gậy, chỉ thẳng về hướng đó, mở miệng thầm thì. Xác của thằng Huy Vũ chẳng hiểu rõ vì sao lại xuất hiện ở ao nghè chứ, như kiểu nó nổi lên từ dưới đáy ao vậy. Bây giờ đang hội làng, chú không dám làm lớn chuyện, sợ đoàn hát bên trong họ thấy xác chết, họ không diễn nữa, bỏ về. Lúc ấy làng ta sẽ mất lễ hội. Bác Mộc trông thấy cảnh ấy cũng lại gần bờ ao, nghiền cổ nhìn về phía bên đó, nhận ra đúng là cái thằng Huy Vũ. Bác thì cũng bắt đầu kinh sợ, quay sang phía ông Tuấn nói nhỏ: "Bây giờ tính sao đây hả chú?" Ông Tuấn mới nghỉ một lúc rồi chậm rãi đáp: "Trước hết gọi cái thằng Bình qua đây, nói rõ cho nó việc này, bảo nó gọi thêm vài người nữa hỗ trợ, vớt cái xác thằng Huy lên. Tuyệt đối nhớ kỹ, chỉ gọi những ai có thể tin tưởng được, kín tiếng vào. Đừng để cái chuyện này nó lọt ra ngoài, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chúng ta âm thầm xử lý cái xác Huy Vũ, đợi hội làng xong, nói chuyện này sau vậy." Bác Mộc mới gật đầu, vội vã đi tìm điện thoại gọi cho ông Bình. Chưa đầy 20 phút sau, ông Bình và hai người nữa đã có mặt ở trong đình. Sau đó mọi người tìm mấy cây xào tre dài, nhẹ nhàng kéo cái xác Huy Vũ vào bờ. Gần tới nơi rồi, sợ cái xác phát sinh biến hóa. Ông Tuấn đã một tay nắm chắc cây gậy thất khúc, tay còn lại thì đang vốc một nắm trò nhàng, hai mắt tập trung quan sát. Chỉ cần thi thể của cái thằng Huy nó vùng dậy là ngay lập tức ông Tuấn sẽ bổ gậy vào đầu nó, nhét trò vào mồm. Chương 49, cô làm mất tích. Nhưng rồi mọi chuyện lại diễn ra ngược với những gì mà ông Tuấn suy đoán. Thi thể của cái thằng Huy nó vẫn nằm nguyên si, không cựa quậy, bốc mùi hôi thối. Mặc cho nhóm người ông Bình làm gì thì làm. Suốt cái quãng thời gian mấy người đặt Huy Vũ một tấm chăn buộc chặt lại. Sau đó họ mới dùng một thanh đòn bằng tre già gánh xác gã lên vai. Cái xác của gã thì cũng không hề có phản ứng. Ông Tuấn và bác Mộc đứng một bên căng thẳng quan sát. Mãi đến khi mà xác định được thực sự cái xác Huy Vũ chính là Huy Vũ, chứ không phải là do một thứ nào đó nhập nữa, cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Xong chuyện, ông Bình quay sang hỏi ý kiến ông Tuấn. Ông ơi, bây giờ cái thi thể thằng Huy Vũ nên xử lý ra sao đây ạ? Ông Tuấn đã suy nghĩ kỹ việc này mới bèn nói ngay. Trước hết, mày mới nói mấy chú ấy cứ đem xác thằng Huy về nhà lại nó như cũ, tạm thời để nó ở đấy. Lần này thì không phải lo nó bật dậy nữa đâu, bởi trời đã sắp sáng rồi, và cũng trong ngày hôm nay chú sẽ xử lý thi thể của nó. Ông Bình tò mò hỏi tiếp. Chú dự định giải quyết ra sao vậy ạ? Chôn luôn hả chú? Có gì cháu xin phép phụ một tay. Ông Tuấn mới nhìn vào cái xác của Huy Vũ, gằn giọng rồi nói. Thiêu! Nội trong chiều ngày mai phải thiêu xác nó, không thể nào để lâu hơn được nữa. Nếu mà cứ để nguyên đấy, cửa âm của làng thì đang bị mở, chỉ sợ cái con tinh con tà nào đấy nó lại mượn xác hoàn hồn nữa, thì thật là không biết phải giải quyết như thế nào. Thấu hiểu được điều ông Tuấn nói, ông Bình cũng gật đầu đồng ý với phương án trên. Cuối cùng như kế hoạch đã bản tính, ông Bình mới cho người đưa cái xác Huy Vũ rời đi. Còn ông Tuấn với bác Mộc thì chẳng thể nào mà quay lại ngủ nổi nữa. Hai người ngồi trước hiên đình, đốt thuốc đợi chờ sáng. Mãi cho đến khi hừng đông, nhìn rõ mặt người rồi, cả hai mới đứng dậy, lục đục chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho ngày hội thứ hai. Khi mà bác Mộc đang lúi húi sắp xếp lại đèn nến trên gian thờ, thì có anh Hưng đến hỏi. Bác Mộc, bác có thấy cái con bé Lam nó chạy đi đâu rồi không ạ? Ngạc nhiên, bác Mộc quay lại. Không phải là cái Lam nó ngủ trong phòng khách gian sau hay sao? Các anh không thấy nó à? Anh Hưng là một người trong đoàn hát, là anh trai ruột của cô Lam. Thấy bác Mộc hỏi ngược lại mình như vậy, anh cũng bối rối, lắc đầu đáp. Không bác ạ, từ cái lúc mở mắt đến giờ cháu không có thấy nó. Chẳng rõ con bé nó chạy đi đâu mất rồi. Đang gạt bớt tảng nhang trên bàn thờ, bác Mộc nghe thấy bèn dừng tay, gấp gáp hỏi. Thật vậy ư? Hay là con bé nó đi vệ sinh? Anh đã tìm quanh đây chưa? Anh Hưng gật đầu, đáp chắc nịch. Tìm hết rồi bác ạ. Khắp cả đình lẫn bên ngoài, cháu đều tìm hết rồi, nhưng mà cũng không thấy. Bác Mộc suy nghĩ một hồi, ngập ngừng rồi nói. Tôi nói cái này nó có hơi lạ một tí, nhưng có khi nào con bé chạy ra ngoài đi chơi với đám trai làng không? Anh Hưng cười khổ, phủ nhận. Cái này thì cháu không dám chắc, nhưng mà con bé năm nay thì mới về làng mình lần đầu, làm gì có quen biết ai mà đi chơi chứ. Với lại từ hồi bé đến giờ, con bé nó ít tiếp xúc với người lạ. Cháu nghĩ là nó không có gan như vậy đâu. Lần này thì cả anh Hưng và bác Mộc cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc là cô Lam đã đi đâu? Thấy chuẩn bị phải vào làm lễ, bác Mộc không còn thời gian để giúp đỡ anh Hưng. Bác bèn gọi điện cho ông Bình, để vấn đề này cho ông ấy giải quyết. Sau đó cả làng lại tổ chức lễ hội như bình thường. Bên ngoài thì ông Bình mới gọi toàn bộ đám trai làng tập trung hỏi chuyện. Nhưng khi nhắc đến cô Lam mất tích thì mấy anh này đều chẳng biết được thông tin gì. Có mấy anh còn suýt xòa, bảo thằng nào có phúc vậy chứ, tán được cả người đẹp. Thấy biểu hiện của mấy anh này không giống như đang nói dối, ông Bình thì cũng đau đầu, báo lại chuyện này cho anh Hưng. Thấy là đã hỏi hết toàn bộ các thanh niên ở trong làng mà chẳng ai rõ được tung tích em gái mình. Anh Hưng vô cùng lo lắng. Anh mới hỏi thử ông Bình: có khi nào là con trai mấy làng ở gần không chú Bình? Ông Bình lắc đầu nguẩy nguậy, cười nói: không thể nào đâu. Tôi nói thật nhá, đám trai làng khác mà dám qua đây tán gái ấy thì không cần tôi đuổi đâu, mà mấy cái thằng thanh niên làng nó đuổi nó đánh chết. Thấy nét mặt của anh Hưng cực kỳ là xấu, ông Bình cũng đành khuyên giải: thôi thì bây giờ như thế này vậy, anh Hưng tạm thời chờ đến trưa, đợi xong cái lễ rước kiệu mà còn không thấy cô Lam ấy thì tôi sẽ huy động đám trai làng đi tìm cho. Gì chứ tôi chỉ cần bảo là anh vợ cần tìm em rể ấy, thì chúng nó lại thi nhau báo rảnh ấy chứ. Không thể làm gì hơn nữa, anh Hưng đành gật đầu, đồng ý với ý kiến của ông Bình. Thế là cái hội làng diễn ra bình thường. 4 phu kiệu đội nón, mặc áo đỏ những người lính ngày xưa tập trung xung quanh kiệu của Đức Thần Hoàng. Vừa nghe một cụ bô lão đọc xong các bài tế tự, miệng hô khởi hành, là ngay lập tức 4 anh cúi xuống, ghé vai vào, nhấc kiệu lên. Xung quanh thì dân làng tụ tập đông nghẹt, chiêng trống bắt đầu nổi lên ầm ĩ. Những người tham gia buổi lễ bắt đầu đứng thành một đoàn dài, cờ phấn nườm nượp. Ấy vậy mà lạ thay, 4 cái anh phu kiệu lại không tài nào nhấc nổi cái kiệu lên. Anh nào cũng cắn răng, run người, vận sức, mồ hôi chảy ròng ròng ở trên trán. Thấy đoàn người phía trước đã bắt đầu di chuyển, mà ở phía sau, kiệu của ngài vẫn chưa theo. Các cụ bầu lão gần đấy quát ầm lên: này này, mấy cái thằng kia sao còn chưa khởi giá nữa? Nhấc kiệu khởi giá, nhanh, nhanh! 4 anh thanh niên thì vẫn cắn răng, gồng sức nhưng mà vô ích. Vốn là cái kiệu gỗ bé bé như thế mà bây giờ như nặng cả nghìn cân. Thấy mãi mà mấy anh chưa khởi giá theo sau đoàn người phía trước, một cụ mới nổi giận mắng luôn: mấy cái thằng toi cơm này, đứa nào đứa nấy to như con trâu mộng. Ấy xa giá nhẹ như thế mà không nhấc nổi hay sao? Ai chọn các anh làm phù kiệu? Nói, lần sau tôi đuổi sạch, tôi cấm hết. Bị chửi như vậy đấy, mấy anh phù kiệu thì tức lắm, nhưng không biết phải cãi lại thế nào. Quả thật là bình thường cái kiệu nó rất nhẹ, chỉ cần 2 người là có thể vác lên vai, đi nhẹ nhàng được rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay lại nặng đến như vậy. Vận sức muốn chật cả khớp bả vai mà nó không hề động đậy đến một ly. May sao lúc này ông Tuấn đang đi dẫn đoàn ở phía trước, thấy phía sau mãi không khởi hành, lấy làm kỳ lạ ông mới bèn trở lại xem thế nào. Vừa thấy cái cảnh 4 anh phu kiệu lực lưỡng to con mà khiêng mãi cái kiệu không lên, ông Tuấn tự nhiên rùng mình. Cái hình ảnh đó khiến ông nhớ về cái đợt đám tang thằng Thủy, khi mà quan tài của nó cũng mãi mà người ta không nhấc nổi nữa. Biết là có chuyện chẳng lành rồi, ông Tuấn đành lại gần cụ kia, nói nhỏ vào tai vài câu. Các cụ cực kỳ tin tưởng ông Tuấn mới gật đầu đồng ý. Ông Tuấn đốt 3 nén hương, đứng trước kiệu lầm rầm khấn vái, sau đó cắm 3 cây nhang lên trên mép kiệu. Lúc này ông mới quay về phía mấy anh phu kiệu ra lệnh: lên kiệu một lần nữa cho tôi xem. Chương 50: lần nữa gặp lại thầy Quân. Đoạn thì ông Tuấn mới quay mặt về phía cụ chủ trì buổi lễ gật đầu. Cụ này bèn mở miệng hô lớn một lần nữa: xa giá khởi hành! 4 anh thanh niên bèn cắn răng đồng loạt vận sức. Chỉ thấy hấp một cái, rất nhẹ nhàng cái kiệu được nhấc lên. 4 anh phu kiệu vận sức mạnh quá, tí đi hết cả cái kiệu ngược lên phía sau. Nhận thấy mọi việc đã bình thường trở lại, đoàn rước lễ bắt đầu di chuyển. Cứ thế dân làng kéo thành một đường dài, đi hết từ làng trên đến xóm dưới. Tiếng chân người, tiếng cười nói, tiếng trống, tiếng chiêng, quả là một ngày hội đông vui náo nhiệt. Trên mặt ai cũng vô cùng rạng rỡ. Chỉ riêng có một người, ấy chính là ông Tuấn. Nét mặt của ông bây giờ ấy chính là vô cùng sợ hãi. Kể từ lúc ông rời việc dẫn hàng, thụt lùi đi sát ở bên kiệu, đến giờ ông có một cảm giác vô cùng rợn người. Ấy chính là người ngồi ở trong kiệu, sau cái rèm che màu vàng kia lại là một người còn sống. Ông cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của mình. Bởi lẽ khi mấy cậu trai làng nhấc bổng cái kiệu lên, vì dùng lực quá là mạnh, mà ông nghe thấy hình như có tiếng lục cả lục cục ở phía trong đấy. Ngoài ra có vài lần đi vào đoạn đường hẹp, ông tranh thủ dán tay sát mình vào thành kiệu, thì ông nghe thấy có tiếng người thở phì phò trong đó. Suốt từ nãy đến giờ, ngoài việc liếc mắt nhìn đường, thì mọi cái sự tập trung của ông Tuấn đều dành cho tấm rèm tre. Ông Tuấn đang chờ đợi. Chờ đợi chỉ cần có một cơn gió mạnh khiến cho tấm rèm tre phấp phới bay lên, dù chỉ một chút thôi, chắc chắn ông cũng sẽ quan sát được mọi thứ ở bên trong. Sau gần 10 phút chờ đợi, cuối cùng thì cơ hội đó cũng đến. Một cơn gió mùa đông bắc thổi mạnh khiến tấm rèm tre bay lên. Ông Tuấn nín thở, nheo hai con mắt, cố nhìn qua khe hở vào trong. Nhận ra được rốt cuộc trong kiệu là thứ gì thì ông Tuấn mới đờ người, vừa kinh ngạc và vừa cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi cái người ngồi trong kiệu không phải ai khác mà chính là cô Lam. Cô ta ngồi chõm chệ trên chiếc ghế, hai chân bắt chéo, trong miệng đang phì phèo điếu thuốc. Đôi mắt trắng dã, ngửa cổ lên nhìn nóc kiệu, hít lấy hít để khói thuốc lá và khói ba cây nhang hồi nãy mà ông Tuấn cắm ở mép kiệu. Cô ta đờ đẫn, không cử động, mặc kệ cho mấy anh phụ kiệu muốn khiêng đi đâu thì khiêng. Rớt rãi chảy ra đầy miệng, dính lên cả vạt áo nữa. Khi mà ông Tuấn định thông báo cho mọi người dừng kiệu, thì một cái bàn tay đã nắm lấy vai ông, ngăn hành động của ông lại. Ông Tuấn ngạc nhiên quay phát người lại xem chủ nhân bàn tay ấy rốt cuộc là người nào. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người đó, ông Tuấn mừng phát khóc, tí thì thốt ra thành lời rồi. Nhưng mà người đó đã ra hiệu đừng lên tiếng, rồi một ngón tay chỉ về phía chiếc kiệu. Ông Tuấn hiểu ý gật đầu. Cả hai người bắt đầu cố ý đi chậm lại, thụt lùi ra phía sau. Khi mà đã chắc mẩm chiếc kiệu đi xa, ông Tuấn mới vui mừng ôm chầm lấy người đó, lắc vai liên hồi, miệng thì thốt lên. Thầy Quân, ôi thầy Quân, cuối cùng thầy cũng xuất hiện rồi. Cuối cùng thầy vẫn khỏe mạnh, không bị làm sao. Từ ngày mà thầy Đế nói đem thầy về chữa thương, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Cuối cùng thì thầy cũng thực sự... Ông Tuấn nói đến đây thì không kìm được nước mắt nữa. Thầy Quân nhè hàm răng trắng xóa ra cười xòa, vỗ vai dỗ dành ông. Ông Tuấn đừng có khóc, nào nào, cháu vẫn còn nguyên vẹn đây mà. Ông Tuấn cố gắng kiểm soát lại cảm xúc. Một hồi sau ông nhìn về hướng bóng của chiếc kiệu đang đi xa xa đằng trước, run giọng rồi nói. Thầy, sao cái cô hát quan họ Bắc Ninh kia lại leo trên kiệu ngồi thế hả thầy? Lúc này thầy Quân nét mặt âm trầm, chậm rãi nói cho ông Tuấn nghe. Đó là cô hồn chết đường chết chợ thôi. Bình thường thì có cho nó 10 lá gan, nó cũng không dám lên xa giá ở Tần Hoàng Làng mà ngồi. Nhưng ắt hẳn do Phạm Nhan giở trò ma quái. Ông Tuấn mới kinh hoàng, không dám tin vào tai mình nữa, thốt lên. Cái gì? Không phải Phạm Nhan đang bị gia tộc của thầy truy sát hay sao? Thầy Quân lắc đầu, mở miệng nói tiếp. Cái đầu của Phạm Nhan chỉ là kế nghi binh thôi. Cuối cùng sau trăm ngàn vạn đắng cay, gia tộc cháu hy sinh mất gần 10 vị sư huynh sư thúc nữa, thì mới phát hiện ra điều này. Ngoài ra còn một cái bí mật trung cực cháu cần nói với ông, mau ông hãy chuẩn bị tinh thần. Thầy Quân vừa nói vừa đưa ánh mắt ái ngại nhìn ông Tuấn. Nhưng mà ông Tuấn thì nét mặt vô cùng kiên định, hai mắt lại bắt đầu trở lên đỏ rực, vằn lên từng tia máu. Chẳng hiểu sao thấy ông Tuấn như vậy, thầy Quân lại cảm thấy gai sống lưng. Thầy Quân mới ghé sát miệng vào tai ông Tuấn, chậm rãi nói từng câu. Cuối cùng gia tộc cháu cũng truy ra được xương cốt của Phạm Nhan ở đâu, từ đó mới tung hết toàn bộ lực lượng. Lần này phải tiêu hủy thi cốt của hắn, tiêu diệt hắn hoàn toàn. Ở dưới ao nghè làng mình, nơi cửa âm, có đặt quan tài của Phạm Nhan. Thi thể của hắn đang nằm ở trong đó. Và tập này thì đến đây lại hết mất rồi. Rất là hay và cũng dài đúng không? Nói nào nhỉ? Mỗi lần mà ông Tuấn muốn giận người, muốn dọa người lại thể hiện lên kiểu biến thành siêu thời gia, ánh mắt đỏ rực xong rồi hằn lên từng tia máu, kiểu muốn thể hiện biến hình, kiểu thế. Ông Tuấn không biết là kết cục của ông Tuấn như thế nào. Mình có đọc được một số bạn spoil thì đã thấy kết thúc hơi buồn. Và phần này chúng ta biết được một cái tình tiết mới rất là quan trọng. Đó chính là Phạm Nhan, muốn tiêu diệt hoàn toàn Phạm Nhan thì phải hủy được cái thi cốt của hắn nằm ở dưới đáy ao nghè. Và mọi chuyện kinh dị, nơi khởi nguồn cũng là nơi kết thúc, đều bắt đầu ở ao nghè và kết thúc thì cũng sẽ ở ao nghè luôn. Tập tiếp theo sẽ diễn ra như nào? Hãy cùng mình đón xem tiếp nhá. Về video này thì đừng quên like và share, và nhớ subscribe Đảo Kinh Dị nhá. Chân thành cảm ơn anh em.